Dạ coi. Xin chào mọi người. Hôm nay Thiên Phước đi coi bóng pháo bông nè. Lần đầu tiên Thiên Phước coi bóng pháo bông nè. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Lần đầu tiên Thiên Phước ra bến Bạch Đằng coi bóng pháo bông. Ờ là cam hả? Đâu cái gì? Kìa 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 con lên kìa đó, thấy chưa? Kìa lên rồi, lên rồi. Bùm. Lá cam,
đâu mà chạy hả? Pháo bông, pháo bông, pháo bông, pháo bông. Đâu đâu. Thank you.
súng á. Ôi bà mỏi tay rồi đó, nghe nó giờ ấp 14 phút rồi đó. Ủa 11, 12 phút rồi. Ok.